Khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên. Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh mua bán giỏ xe cũ của bà Trần Thị Diệu, sinh năm 1976, số 9/11A, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý. Do vật liệu cháy toàn giỏ xe bằng cao su nên đám cháy bùng phát rất nhanh và dữ dội. Cột khói bốc cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân đến dập lửa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị An Giang tiếp nước bằng xe bồn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Theo ghi nhận của phóng viên báo An Giang Online, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy do người dân dùng máy hàn gió đá cắt một ô tô phế liệu nằm trong khu vực chứa giỏ xe.